Đây nhé mọi người, hôm nay trang trại Tín Tài chuẩn bị làm các bình ngâm mật ong, làm ngâm sẵn mà mọi người thường thấy Tài có quảng cáo lên ấy. Thì hôm qua là trang trại cắt được 2 cặp, hôm nay là 5 cặp nữa, không báo khách. Thì tất cả các cặp này thì giữ riêng lại để làm sạch lông và sắt lát, ngâm thành các bình mật ong sẵn. Đấy, tất cả các bình mật ong sẵn mà trang trại làm thì đều đảm bảo từ các cặp nhung chất lượng tốt nhất, và cắt ra là trang trại sẽ làm ngâm tươi nguyên như vậy, kết hợp với nhân sâm tươi Hàn Quốc để tạo thành những cái sản phẩm mà phù hợp với mức tài chính để mọi người sử dụng luôn. Đấy, thì đây là hôm nay là Tài đang bỏ vào chuẩn bị vệ sinh làm sạch lông. Đấy, mọi người nếu như mà có nhu cầu sử dụng các bình ngâm sẵn thì liên hệ với trang trại Hiêu Sao Tín Tài nhé. Đây nha mọi người, lúc nãy Tài quay cái giai đoạn mà chuẩn bị làm nhung, thì đây là cái giai đoạn mà đang hoàn thành thành phẩm này nhé mọi người. Đấy, em Ngọc Lan đang chia các bình, Ngọc Mai thì đang hoàn thành các bình. Đấy, đây là cái bình ngâm của trang trại này. Cái bình ngâm này là mẫu mã cũng rất là lịch sự và sang trọng, nó phù hợp với cái sản phẩm như này. Thì mỗi một bình như này ấy, Tài nhắc lại là nó là 100g nhung hiêu tươi thái lát này. Đây nha mọi người, trang trại đã thái lát sẵn, và 100g nhân sâm tươi Hàn Quốc thái lát sẵn đấy. Đấy, thì Tài lấy luôn cái hộp sâm này. Đây mọi người, cái khu vực này. Đấy, thì mỗi một cân Hàn Quốc, sâm Hàn Quốc này thì trang trại là nhập nguyên kiện, nguyên cân về từ Hàn về ấy. Đấy, thì sắt lát ra để ngâm cùng luôn. Sản phẩm này thì rất là tốt cho sức khỏe và các anh chị cô chú bác nào mà chúng ta đấy, các anh chị mà cô chú bác nào mà chúng ta mà không uống rượu ấy, thì dùng cái sản phẩm nhung hiêu ngâm mật ong như này thì cũng rất là tốt. Cái sản phẩm này khi mọi người mà muốn uống rượu, mọi người pha sang rượu mọi người uống cũng được. Đấy, hoàn toàn cái này là các khâu thực tế mà trang trại Tín Tài làm tươi như này luôn, và làm nhung hiêu cắt ra là sẽ làm luôn, tức là không phải là khô hay là một cái gì hết, mà nó là hoàn toàn là tự nhiên. Nhân sâm cũng thế, ngâm tươi. Và cái mật ong rừng ấy, mật ong rừng thì là mật ong chuẩn 100%. Mọi người cứ phân tích rằng là khi mà cái sản phẩm nhung hiêu và nhân sâm nó rất là giá trị rồi. Cái sản nếu như mà cái mật ong mà nó mà không được kiểm định chính xác từ trang trại ấy, thì trang trại cũng Tín Tài cũng tự bản thân nhé, không bao giờ dám dùng cái mật ong đấy để ngâm. Đấy, mật ong này là các anh em ở trên bản đây, Tài sẽ quay em Ngọc Mai đang rót đây. Cái nước mật mọi người nhìn thấy không? Rất là chất lượng luôn, cái mật ong rừng ấy. Mọi người mà dùng cái nước mật ong nuôi ấy, mọi người so sánh cái nước mật ong rừng là mọi người biết ngay. Nhìn thấy sự khác biệt luôn, rất là chất lượng. Đây là các anh em trên bản khi mà đi bắt về ấy, thì trang trại yêu cầu là giữ nguyên tổ như vậy. Thì về là trực tiếp trang trại là lọc ra để lấy cái mật như này, để dùng những cái mật ong này để ngâm thành những cái sản phẩm kèm với nhung hiêu và nhân sâm để phục vụ sức khỏe cho mọi người. Thì cái sản phẩm nhung hiêu này của trang trại Tín Tài chủ yếu là cung cấp tươi nguyên cặp, vận chuyển tươi toàn quốc cũng được mọi người nhé. Tuy nhiên là cũng gần đây là rất nhiều anh chị của chú bác yêu cầu cái sản phẩm ngâm sẵn để về sử dụng được luôn, tại vì mọi người rất là ngại làm. Và khi yêu cầu như vậy, nhiều anh chị cô chú bác là tin tưởng trang trại, theo dõi trang trại Tín Tài và tin tưởng trang trại rồi, thì sẵn sàng là dùng các bình ngâm như này. Thậm chí là gần Tết là có rất nhiều anh chị là mua, thường là sẽ mua 4 bình mọi người ạ, 4 bình để tặng, tức là thường là sẽ tặng ông bà ngoại 2 bình, ông bà nội 2 bình. Đấy, thì thường thường như cái năm vừa rồi mà trang trại Tín Tài bắt đầu làm ấy, đấy, bắt đầu làm mọi người hưởng ứng rất là nhiều. Thường thường cứ lấy từ 2 bình, 4 bình trở lên để làm quà. Đấy, thế sản phẩm này nó là một cái sản phẩm sức khỏe tự nhiên,
và nó có giá trị cho sức khỏe thật và được kiểm nghiệm từ rất lâu đời rồi, từ thời vua chúa, từ thời phong kiến cơ, tức là các vị vua mới được sử dụng, các vị thái y ở trong cung có kiểu là sử dụng cái này là cái món bồi bổ chính cho hoàng thượng và các quý tộc. Thì nhung hiêu nhé mọi người, nhung hiêu thái lát và nhân sâm thái lát. Thì cái sản phẩm này Tài cũng nhắc lại một lần nữa là cái giá mỗi bình Trang Trại Tín Tài hiện tại đang cung cấp là 2.600.000 một bình. Anh chị, cô chú bác nào có nhu cầu thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới video này, hoặc hãy liên hệ với Trang Trại qua hai số điện thoại ở trên màn hình video nhé. Cả hai cái số điện thoại này thì Trang Trại Tín Tài đều có sử dụng Zalo. Mọi người cứ add Zalo lại để Trang Trại được tư vấn chi tiết hơn. Nếu như mà anh chị cô chú bác nào mà tình cờ hoặc là có duyên xem được video này mà chúng ta chưa có thời gian để lấy để dùng luôn chẳng hạn, thì cứ kết bạn Zalo lại. Một ngày nào đấy khi thấy sức khỏe của mình cần quan tâm thì khi có Zalo rồi cứ nhắn tin Zalo để Trang Trại Tín Tài tư vấn. Đây là một cái sản phẩm sức khỏe mà chắc chắn là mọi người không thể bỏ qua. Nếu như chúng ta thực sự quan tâm đến sức khỏe của mình thì không thể bỏ qua cái sản phẩm này được. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của Trang Trại Tín Tài. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Xin cảm ơn.